Xin chào các bạn, mình là Hoàng Đình Dũng đến từ Hoidu Studio. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng plugin Relink Bitmap. Khi các bạn mở một file 3D lên, thường file 3D đó sẽ bị mất map. Nguyên nhân là do đường dẫn map bị sai hoặc là do bị mất đường dẫn map. Và Relink Bitmap sẽ giúp các bạn tìm được đường dẫn map một cách chính xác và hoàn toàn tự động. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài và sử dụng nó. Đầu tiên các bạn cần có một file Relink Bitmap. Chúng ta kéo thả nó vào trong 3D Max. Các bạn sẽ vào Customize User Interface. Các bạn có thể cài ở thanh Menu hoặc thanh Toolbar. Ví dụ ở đây mình sẽ cài ở thanh Menu. Chúng ta bấm vào New. Các bạn sẽ phải tạo ra một cái công cụ mới ở trên thanh menu và mình sẽ đặt tên. Ví dụ Hoidu Studio. Ok. Các bạn sẽ vào trong phần menu ở phía dưới này, chúng ta tìm cái mà chúng ta muốn đặt tên. Các bạn kéo thả Hoidu Studio 2019 vào phần End of Menu này. Các bạn mở nó ra. Ở trong phần Category các bạn sẽ sổ xuống và mọi người chọn cho mình Colin Script. Chúng ta sẽ thấy là ở đây phần Action sẽ có Relink Bitmap. Chúng ta kéo thả sang End of Menu bên trong này. Các bạn nhấn Save. Save. Yes. À, như vậy là chúng ta đã cài xong. Ok, bây giờ mình sẽ làm một ví dụ. Ở đây mình đang sử dụng bộ thư viện của Xmodel Von 130 hoa quả. Mình sẽ mở một file thư viện lên. Các bạn thấy này, map của quả khế này đã bị mất. Và bây giờ chúng ta cần tìm map cho nó. Cách làm như sau. Các bạn bật Relink Bitmap lên. Các bạn tắt. Missing file là những cái file map đã bị mất và bây giờ chúng ta cần tìm nó. Cách tìm rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ vào trong phần Browse. Một là các bạn có thể load trực tiếp, chúng ta tìm đường dẫn cho nó. Và hai là các bạn sẽ copy đường link cho nhanh. Ở đây mình sẽ copy đường link này luôn. Ctrl C. Browse, các bạn sẽ paste vào phần này. Ok, sau đó chúng ta chỉ việc bấm Relink. Như vậy các map đã tìm được rồi. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.